À uh, xin chào tất cả các bác các bạn, các anh chị 50 mê câu cá. Hôm nay lên sóng các bác một số bộ cần có độ dài từ 3 m cho đến uh, 3,9 cho anh em đánh lục đầu cần rồi. Đánh năng C ba tiêu. Đấy. Quả câu biển nhá. Bạn nào có nhu cầu thì alo em nhá. Ở đây chúng ta sẽ có cần. Cần này dài từ 3 m đến 3,9 này. Đi máy uh, Yolo. Đấy. KT 5000 Hero KT 5000 Hero KT 5000 Coloss KT 5000 XT à, Con này à, Thì là động là 5.1 trên 1 này 7 bi trên 1 vòng này Cối kim loại anh em nhé của kim loại. Sẽ đi kèm một uh, cuộn cước Shimano. Đấy. Kèm một cuộn cước Shimano. Đấy. 3 14 4 chấm nhé dài 100 m. <laughs> là một bộ này sẽ gồm một cần, uh, một máy và một uh, cước. Thì uh, bộ thứ nhất. Bộ thứ nhất là bộ cần uh, Gamma. Đấy, m, 83 m này có giá là 600 70 ngàn có giá 670 ngàn nhé bộ gamma 80 3m có giá là 670, 670 ngàn này bộ thứ hai này bộ thứ hai là bộ USA commando này 45 36 nhé của một cần Đấy. một cần một máy và một cuộn cước một cần một máy một cuộn cước nhé Đấy, bộ Bộ này thì uh, có giá là 910.000. Bộ này có giá 910.000 nhé. Đấy. Bộ này có giá là 910.000 nhé. À, 6, 630 nhỉ, 630 với lại. À, bộ này có giá là 900.000. Bộ này có giá 900.000 nhé. Bộ commando đô 36 này. bộ Commando 39 này bộ Commando 39 này thì gồm một cần một máy và một cước thì bộ này có giá là 910.000 bộ này có giá là 910.000 nhé 910.000 bộ thứ ba này giá 910.000 còn tiếp đến là chúng ta có bộ Supero CX 425 này 425 Đấy, 3 m Pro 6 425 3 m Có giá 740 ngàn Bộ này có giá 700 một cân một máy nhá Một cân một máy và một cước Có giá là 740 ngàn 740 ngàn Đấy. Có giá là 740 ngàn và cuối cùng là chúng ta có bộ um, uh, Super AX 33 36 m cũng gồm một cần một máy và một cước một máy 5.000 nhé Đấy, máy 5.000 Đấy. có giá là 900 ngàn nhé có giá là 900 ngàn cả bộ Đấy, bộ này cũng có giá 900 ngàn Đấy, ở kia chúng ta có hạ ha, có hai cây uh, CX 36 này hai màu màu mận chín với màu bạc này còn mẫu mẫu Supro AXT 33 360 này thì có hai màu màu xanh ngọc với lại màu xám xám màu xám <laughs> vậy các bộ cần này đây các bác có các bộ cần này đấy <laughs> giá rất là vừa túi tiền khoảng hơn 600.000 cho đến 910.000 nha Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đấy, giá từ ờ uh, 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 70.000, 670.000 cho đến 910.000 nhé. Đấy, có giá là 670.000 này. Uh, bộ thứ hai có giá là uh, 900.000 này, bộ thứ ba giá là 910.000 này. Bộ SUP AX thì có giá là là 900.000 này. Đấy. Còn bộ uh, uh, sup Gamma CX 36 2536 thì có giá là 740 000 ngàn nhé. <laughs> bác nào cần mẫu nào thì alo cho em nhé. Có mẫu này để dành các bác đánh lục đầu cần này, đánh năng C này, ba tiêu, đánh biển đều được nhé Còn Bác nào thích mẫu nào thì alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé